ký chương thứ năm phá vườn đào đại thánh trộm linh đơn loạn cùng trời trừ thần bị bại trận nói về tôn ngộ không làm chức tề thiên đại thánh không thuộc ngạch nào chẳng biết phẩm trì thấy trước cửa để nằm chữ tề thiên đại thánh phủ thì tin là chức ấy ngày ăn tối ngủ có hai vị tiên lại trầu hầu, dạo trời khắp cả thiên cung một mình thong thả gặp tam thanh thì kêu bằng tướng công thấy tứ đế thì chào rằng bệ hạ còn cửu diện thì chín sao bắc đẩu năm tướng ngũ phương bốn vị thiên vương nhị thập bát tú lục đinh lục giáp nằm ông ngũ lão các vị thiên thần đều quen biết kêu bằng anh em nay tới hướng đông mài trời phía bắc cử việc dạo trời hoài các vị thiên thần đã lát mặt một ngày kia thượng đế lâm trào có tinh dương hứa chân quân tàu rằng tể thiên đại thánh mỗi ngày dạo khắp các nơi ở không ắt sành sự xin bệ hạ cấp cho nó coi một việc mà cầm chân để khỏi lò sành tệ thượng đế nạp tú bèn đòi tể thiên đại thánh vào chầu tể thiên đại thánh bái rồi tâu rằng chẳng hay bệ hạ đòi lão tôn đến để ban thưởng vật chi thượng đế phán rằng Trẫm thấy Khanh ở không hề chẳng bà có phần chi cài chị cho vui, nên là đòi Khanh đến vào đây trẫm rào vườn bàn đảo cho Khanh cai chị, coi giữ cho thường, chờ nên sờ họ để chúng phá phách nhá. Tề thiên mừng rỡ tạ ơn rồi lùi ra, về tới gần phủ, ghé vườn bàn đảo, mới đến cửa ngõ, co thổ địa giữ vườn ấy đón lại hỏi rằng, đại thánh đi đâu đấy? Tề thiên nói, Tà mới vâng chỉ vườn này đến mà trà xét Thổ địa làm lễ Rồi kêu các lực sĩ già dẫn tề thiên vào vườn Thổ địa cũng theo hầu Tề thiên đi còi khắp hết Rồi hỏi thổ địa vườn này có mấy cây đào Thổ địa thưa rằng à, Nội vườn cộng hết thầy là 3.600 cây, Ở phía trước là 1.200 cây bông trái nhỏ, 3.500 mới chín một kỳ, ăn à, nó thì thanh tiên, nhẹ mình mà thêm sức. Con ở giữa vườn là bột ngàn hai trăm cây, bông trái là có từng trái ngọt lắm, sáu ngàn năm mới chín một kỳ, ăn nó thì bay như chim mà trường sinh bất lão. Còn phía sau có một ngàn hai trăm cây, chín ngàn năm mới chín một kỳ, trái có gần mẩu tía, nhỏ hột hơn hết, ăn nó thì sống bằng trời đất. Tề Thiên nghe nói thì mừng thầm, đếm y số rồi trở về phủ. Từ đó về sau không đi chơi ở đâu hết, hệ Hế năm bữa thì đi ra vườn đảo một lần. Đi thì có thổ địa và lực sĩ hài tiền lại theo hầu. Ngày kia thấy vườn đảo có trái chín, tìm tâm muốn nếm cho biết mùi, ngặt có quan hầu thèo hoài, làm sao mà ăn lén cho đặng. Tề thiên mê kiếm kế mà nói rằng, à, thôi các người hãy ra ngoài cửa mà giữ cửa vườn đi, để ta ở nhà mát mà nghỉ một chút. Ai nấy đều vâng lệnh mà lùi ra hết. chừng đó, tể thiên lại nhà mát, cới đồ y phục ra, nhảy phóc lên cây đảo, lựa trái nào chín mùi mà ngửi thì hãy ăn mà tươi, làm một bụng lứ lử, lử rồi mới nhảy xuống. Bận áo xong đội xong, lại ra cửa kêu tiền lại về phụ. Từ đó sắp sau, bắt bén, làm thế đó hoài, làm giết à, gần hết cả vườn đảo. Một ngày kia vườn mẫu nương nương ở cung diêu chỉ tại hướng Tây. Bà này là chúa của mấy vị tiên nữ. Đến kỳ đào chín sửa soạn làm hội bàn đào bèn sen bèn xài bảy nàng tiên nữ bận bảy sắc áo là thanh y tiền nữ huỳnh y tiền nữ tạo y tiền nữ tố y tiền nữ hồng y tiền nữ tử y tiền nữ lục y tiền nữ sách giỏ lam đi hái trái bàn đảo khi bảy nàng tiên đến cửa vườn thì thấy có thổ địa lực sĩ và tiên ở lại giữ cửa bảy nàng tiên nói Chúng tôi vâng mệnh vườn mẫu, đến đây hái đào để về làm hội. Thổ địa nói, khoan vào đã các nàng, xưa nay à, xưa khác và nay khác. Và Thượng Đế có xài tể thiên đại thánh cài trị vườn này, chờ chúng tôi thừa lại đã. Thất tiên hỏi, tể thiên đại thánh bây giờ ở đâu? Thổ địa nói, đại thánh ở trong vườn, đường ngủ ở trong nhà mát. Thật tiền nói, chúng tôi đi là có giờ có khắc, chẳng dám trễ lâu, xin ông dắt vào nhà mát mà ra mắt, chờ biết chừng nào ngài dậy mà chờ. Thổ địa nghe các tiên nói cũng cho là phải, liền dắt thất tiên nữ vào nhà mát, thấy mão áo để đó mà không biết đại thánh đi đâu, kiếm cung vườn mà chẳng thấy. Thế ra đại thánh ăn vụng no rồi, biến hình già nhỏ còn hai tấc, chui vào nằm trong hột đào mà ngủ, nên kiếm không đặng. Còn thất tiên nữ nóng lòng, nên nói rằng, chúng tôi vâng lệnh vương mẫu đến đây, mà kiếm đại thánh chẳng đặng, lẽ nào dám về không? Tiên lại nói, đại thánh hay dạo đã quen chắc là đi tìm bạn các nàng chỉ thì hái lần đi chừng đại thánh về chúng tôi sẽ thừa lại ạ thất tiên nữ y lời vườn trước già hái đầy ba giỏ rồi lại ra vườn sau không thấy đào chín còn những trái xanh là bị tể thiền ẩn hố thất tiên nữ nói lạ này hội này là hội lớn chín Trái chín ngàn năm, sao vườn này không có trái chín nhỉ? Hái sao cho đầy một giỏ? Bởi vườn sao ít trái nên hái đặng bảy giỏ mà thôi. Ba thứ đào vì sao lại chín một lướt? Là vì ba ngàn năm chín một thứ, hái hai giỏ hội nhỏ. Sáu ngàn năm chín một thứ nữa, hái hai thứ đặng sáu giỏ thì hội chung. Đến chín ngàn năm chín một thứ nữa đặng bảy giỏ, nền chín ngàn năm thì đại hội khi thất tiên nữ kiếm khắp vườn thấy trái phía nam trái đảo ở trên nhành nửa xanh nửa đỏ thành nghi tiền nữ kéo nhành ấy xuống huỳnh nghi tiền nữ hái rồi thành nghi tiền nữ buông nhành đảo bật lên tể thiền té nhào xuống đất giật mình thức dậy hiện hình rút thiết bảng hét lớn rằng Chúng bấy là yêu quái ở đâu? Giảm sao mà dám cả gan hái trộm nào? Thật tiền nữ hãy đồng kinh hãi hùng quỳ xuống mà thừa rằng chúng tôi không phải là yêu quái thì là thất tiên nữ vâng lệnh vương mẫu hái đào làm hội có trình thổ địa vào kiếm đại thánh mà không đạo chị em tôi sợ trễ nên là phải hái lần xin đại thánh bớt giận và tha tội Tề Thiên nghề rõ thì đổi giận làm vui mà nói rằng Thôi, các tiền Nga chờ đây, chẳng ai vườn mẫu làm tiệc đãi ai. Thật tiền nữ thừa rằng Lệ thường thì mời Phật tổ ở bên Tây Phương, quan âm ở bên Nam Hải, sùng ân ở bên Đông Huê, huỳnh linh ở Bắc Địa, huỳnh giác ở Trung ương và Tam thanh tứ đế, thái ất, bát tiên, địa tạng vương, thập điện, tứ hải long vương và các vị thần tiên tinh tú, đồng hội tề, dược thượng đế, quà phó bản đảo. Tề thiên hỏi có thỉnh ta chăng. Thật tiên thưa dạ chúng tôi không nghe nói ạ. À. Tề Thiên nói: Ta làm chức Tề Thiên Đại Thánh lại có công giữ vương sao lại không mời ta dự tiệc? Thật tiền nữ thưa rằng: lệ cũ thì vậy ạ, à, chờ kỳ này thì không biết thế nào. Tề Thiên nói: Phải, thôi, các nàng đứng cho vững đã nói rồi niệm chủ làm phép định thân chỉ các tiên nga mà nói rằng đứng đó đứng đó thật tiên nữ đứng như trời trồng. tể thiên thấy các tiên nữ trơ chờ dưới cội đào liền nháy vào nhà mát mặc áo đội mũ rồi cân đầu vân đi phó hội trước xảy gặp xích cước đại tiên tể thiên nghĩ ra một kế liền bái mà hỏi rằng à, chẳng hay là ông đạo đi đâu xích cước đại tiên nói tôi đi phó hội ban đao. Tể thiên nói, <laughs> thượng đế có khen tôi là có cả tài cân đậu vân hài lắm, cho nên là xài tôi đón các thần tiên mà dặn rằng à, lệ này là phải hội tề tại đền thông minh, tập lễ xong rồi sẽ hội bàn đảo luôn thể. Xích cước ngỡ là thiệt cải lệ, nên quay lại quà thông minh điện. Còn tề thiên thấy xích cước đi rồi niệm chú, biến hình ra xích cước, rồi giết qua hội bàn đào. Khi vào tới bửu các, thấy tiệc dọn chỉnh tề, những đồ mỹ miều kể đã không xiết, mà không có rượu với đào vì chưa thấy có ai dự tiệc. Tề thiên muốn làm lén bà miếng, xảy có mùi rượu ở bên phía đông phất qua, thơm nực mũi. Tề thiên bước qua thì thấy hũ rượu rất ngon, thì bắt thèm, ngặt có quan canh, biết làm sao bây giờ. Liền nhổ lông, bó vào miệng, nhài nhỏ phun ra, hóa thành con buồn ngủ, bay đậu ở trên mặt quân canh, quân liền ngủ gục hết. Lúc này tề thiên làm lộng, Lựa mấy ngón nhất hạ bừng qua phía đông mà ăn, nên cỗ bản lỡ hết. Tề thiên ăn đổ nò nốc, uống rượu say mềm, nghĩ rằng không xong. Khi mình giữ vườn thì lựa đảo ngất ăn hết. Nay lại ăn vụng lỡ làm hết cả cỗ bản, khùi hết mấy trình rượu mà uống. Nếu đến chừng khách tới thì chúng bắt trắng sai, chỉ bằng lén lén về dinh mà ngủ, dầu có lậu ra thì cũng dễ chối làm cục tuồng tỉnh táo giết về phủ tề thiên nhằm lúc say bà ngủ đi lạc qua cùng đầu xuất khi ấy tề thiên thấy bảng đề đâu xuất cung thì thực nhớ rằng à cung đâu xuất là cái chỗ thái thượng lão quân ở mà nếu vậy thì mình cũng đã đi lạc xa rồi xưa giày cũng lầu đến đồng này sẵn dịp à ghé thăm luồn thể nói rồi sửa bước vào trắng dè thái thượng mắc giảng kinh ở trên lầu với ông nhiên đăng các đệ tử đều đứng hầu nghe giảng nên tề thiên vào cung đâu xuất không thấy một người liền đi thắng vào trong phòng thấy trong năm cái bầu đựng những thuốc kim đơn tề thiên mừng quá nói rằng từ mình thành tiên đến nay thì biết là cái thứ thuốc này là rất là quý Xong chưa đọng luyện chế mà cứu người May mà gặp vật này mà không có chủ Vậy thì mình uống thử ít viên Nói rồi chút bầu thuốc bó vào miệng nhài nuốt Tề thiên làm một hơi sạch trơn Trong bầu trắng còn cái hườn nào hết Nhờ thuốc dã rượu hết say Giật mình mới ngẫm nghĩ rằng không xong rồi Họa lớn bằng trời, không phải dễ. Nếu thượng đế hay đặng át tính mạng trắng còn, chỉ bằng chạy về động thúy liêm mà trốn. Nói rồi nhảy tới tây thiên môn, tàng hình đi ra cửa. Cân đầu vân nhảy xuống hoa quả sơn, kêu lớn rằng: Chúng bay ôi, ta đã về đây. Yêu tinh và quần hầu quỳ lại mà thưa rằng đại thánh nỡ nào bỏ chúng tôi đi lầu quá vậy tề thiên nói không bao lâu mà vừa nói vừa đi vào động tứ kiện tướng lại mừng rồi hỏi rằng đại thánh đã ở trên trời một trăm một năm chẳng hay là làm chức chi vậy tề thiên nói ta nhớ đâu có ba bốn tháng mà mà dưới thế này thì đến một trăm một năm rồi Nói cho phải thì chuyến này khá. Thượng đế hậu đãi và phong cho ta là tể thiền đại thánh. Lại thuật hết các công chuyện từ khi cho đến cho đến khi về đây. Yêu quỷ và quần hầu rất mừng rỡ, rót rượu nước rửa dâng lên. Tể thiền hớp một miếng rồi phun phẻo phẻo, nhăn mặt mà rằng. <laughs> uống không đặng uống không đặng hồi sớm ta lại cùng diêu chỉ uống những quỳnh tương tiên tử hơi, hơi thơm ngát vị ngạt ngào thường hại cho chúng bay biết làm sao mà uống cho đặng được cái đồ quý ấy vậy thì ta lén lên trộm rồi vài hũ cho các người uống mỗi đứa uống một chút cũng đặng trường sinh yêu quỷ và quần hầu tạ ơn tề thiên đại thánh ra khỏi cửa động làm phép tàng hình cần đầu vân lén vô cổ cùng diêu chỉ thấy quân canh còn ngủ tề thiên lựa hai hũ lớn cập nách còn hai tay sạch hài hũ nữa là bốn hũ rồi lại tàng hình đem về động làm hội tiên tử uống với yêu quái và quần hầu nói về thất tiên nữ tới 12 giờ mới tàn phép định thân đồng sách giỏ hoa lam về tàu với vương mẫu rằng chúng tôi hái hai vườn đảo trước y số đến vườn đảo sau không còn một trái chặt tể thiền đại thánh ăn vụng hết chị em tôi đang kiếm đảo xài đâu đại thánh nháy ra hành hung muốn đánh hỏi hội này mời ai chúng tôi nói theo lệ cũ Rồi đại thánh làm phép định thân Đến bây giờ chúng tôi mới tỉnh hồn về đặng Lúc ấy vương mẫu nghe nói nối giận liền vào tâu với thượng đế Xảy có quân canh vào tâu ạ, à. Không biết là ai ăn vụng lỡ hết cỗ bàn hết rồi Và uống rượu lại lấy mất hết bốn hũ quỳnh tường lớn Kế tứ đại tiên sư vào tâu rằng tôi chế thuốc cử chuyển kim đơn, đặng làm đội hội đơn nguyên, chẳng biết là ăn trộm ở đâu mà chút hết năm bầu, xin thượng đế cho người cha xét. Thượng đế nghe tâu lấy làm lạ, xảy thấy tiên lại vào tâu rằng, tề tiên đại thánh đi dạo hôm qua tới bữa nay vẫn chưa về. Thượng đế sinh nghi, kế xích cước đại tiên vào tâu rằng hôm qua tôi vâng lệnh vương mẫu phó hội bản đảo gặp tể đại tờ thiên đại thánh nói với tôi rằng à, bệ hạ dạy tôi đến thông minh điện diễn lễ rồi sẽ về phó hội bản đảo tôi trở lại đền thông minh hùng qua tới nay mà chẳng thấy tìm giá ngự nên tôi phải đến đây để đợi lệnh thượng đế kinh hãi phán rằng trẫm không truyền chỉ hỏi đòi hiền khanh chắc là ngộ không nó gạt khanh đó vậy thì linh quan đi xét bắt ngộ không về đây coi nào giây lát linh quan đi xét giả rõ cơ ấy trở về mà tâu rằng các việc ấy đều nơi tôn ngộ không hết này nó đã trốn về núi hoa quả động thủy liêm đang làm tiệc tiên tửu ở dưới là rượu nó ăn trộm đó thượng đế nghe qua nổi trận lôi đình hạ chỉ đòi bốn vị thiên tướng lý thiên vương nà trà nhị thập bát tú cửu diện tình quân ngũ phường yết đế bốn vị công tào các vị thiên thần dẫn mười muôn thiên bình xuống vây núi hoa quả bắt cho được tôn ngộ không đem về trị tội khi ấy, chư thần tướng dẫn mười muôn binh xuống về núi hòa quả. Lý thiên vương chuyển trên bùa lưới khắp trời, gọi là thiền là dưới bùa lưới dưới khắp đất gọi là địa võng trên chín lớp dưới chín lớp cộng lại là mười tám lớp lưới trước sai mấy vỉ rào dữ tợn kéo bình tới trước động thủy liềm khiêu chiến khi tới động cửu diện tình quần kêu rằng đại thánh ở đâu chúng ta vâng lệnh đến đòi đại thánh về trời nếu bất tuần thì sẽ bị giết cả động tiểu yêu về báo lại Tề Thiên đàng nhậu với tứ kiện tướng quân và các yêu vương, nghe báo trắng hề sợ sệt, lại ngầm thờ rằng: "Ngõ nguy tiệc rượu lại ngâm thi, bao quán ngoài tai tiếng thị phi." Ngầm đặng hai câu có quần vào báo rằng là: "Cửu diện hùng thần nhục mạ lắm." Tề Thiên cười rằng: kệ nó, no, đừng có báo làm chi, cứ đóng cửa cho thật chặt. Nói rồi lại ngầm hài cầu nữa, thơ rượu sẵn vui, ngấm lại nhậu, công danh chỉ tính kiếp cùng chảy. Kể tiểu yêu vào hớt hải báo rằng, đại thánh ngồi không xong, chín vị hung thần phá hư cửa động rồi. tề thiên nổi giận mắng rằng, ta say quá, Thôi, độc giác quỷ vương dẫn 72 chúa động già trước, còn ta với tứ kiện tướng thì theo sau. Độc giác quỷ vương vâng lệnh dẫn 72 chúa động sùng già, bị cửu diện trận đánh ngay, phải thối lại, già không khỏi động. Kế tể thiền sách thiết bảng tới hét rằng, là, tránh, tránh, tránh. Độc giác và 72 chúa động tránh vét sang hai bên, tề thiên sông già đánh với cửu diện, phải lui lại cửa động. Cửu diện nói rằng, bật bá ôn không sợ chết người phạm tội trời ăn vụng bàn đào uống lén rượu ngự tứ ăn vụng cỗ bàn của vương mẫu lén uống thuốc cơm đơn của lão quân ăn trộm ngự tứ đem về làm việc tiệc nay còn chống cự cho thêm tội nữa hay sao tề thiên cười ngất nói rằng <laughs> năm điều đó quả là có ta không thèm chối mà bây giờ chúng bây muốn cái gì cửu diện nói nay thượng đế xài chúng ta xuống bắt ngươi người mau chịu phép kéo liên lụy đến cả động tề thiên nổi giận nói rằng chúng bay là đồ khốn tải phép bao nhiêu mà nói lớn lối ta đập cho một cái rồi rời nhá cửu diện hỗn chiến bị tề thiên mạnh mẽ quá cửu diện đánh không lại một chạy hết là về chạy thưa rằng à cái hầu hiêu mạnh bạo vô cùng chúng tôi đánh không lại Lý Thiên Vương xài bốn vị Thiên Vương, dẫn nhị thập bát tú kéo binh ra vầy phủ. Tề Thiên chẳng hề nào núng, dẫn bốn vị tướng mạnh và độc giác quỷ vương với 17, 72 động chủ giả cự địch, đánh từ giờ thìn cho đến mặt trời lặn. Độc giác quỷ vương và 72 chúa động đều bị thiên thần bắt hết, trừ ra có tứ kiện tướng chạy khỏi. Còn đó Tề Thiên đang đánh với vị tứ vị Thiên Vương, Lý Thiên Vương và Na Trà Thái Tử. Tề Thiên nhố một nắm lông bó vô miệng nhai, nhỏ phun nhỏ. Hóa hình Tề Thiên vô số, đều cầm thiết bàng trợ chiến với mình. Tứ vị Thiên Vương, Lý Tịnh Na Trà đều bại tổng. Tề Thiên rùn mình thù lồng lại, về tới cửa động, thấy tứ kiện tướng giản quân nghình tiếp. Tứ kiện tướng khóc ba tiếng rồi cười ba tiếng. Tề thiên hỏi, vì cớ nào đã khóc rồi lại còn cười? Tứ kiện tướng thưa rằng, khóc là khóc 72 chúa động và quỷ vương bị bắt, còn cười là mừng đại thánh thắng trận mới về. Tề thiên nói, sự trình chiến thắng bại là việc thường, hơi nào mà buồn bực, chúng ta ăn cho no, ngủ cho khỏe, mài bắt thiên vương lại mà báo thù. Chúng khỉ đều thỉnh lệnh Nói về Lý Tịnh Thầu Bình, các thiên vương về rừng nhiều quái hổ hàng rất nhiều mà không bắt đặng một con khỉ. Lý Thiên Vương truyền thiên binh, trèo lục lạc theo liên thà địa võng. Hễ nghe dùng lục lạc thì đón bắt, đừng cho yêu hậu trốn thoát. Hết chương thứ năm.